Sáng ngày 13 tháng 3, hai thị trấn ở huyện Nghi Xuân là thị trấn Tiên Điền và thị trấn Xuân An đồng loạt ra quân xây dựng đô thị văn minh năm 2021. Tại lễ phát động của thị trấn Tiên Điền cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng. Năm 2020, tổng kinh phí đầu tư xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố văn minh ở thị trấn Tiên Điền gần 8 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động từ nội lực nhân dân và đóng góp của con em xa quê trên 1,3 tỷ đồng. Đến nay, thị trấn Tiên Điền đã đạt 7 trên 18 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo quyết định số 18 QĐ của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm, thị trấn đã xây dựng mới trên 500 mét tuyến đường giao thông ngõ phố, láng gần 10.000 mét vuông lề đường, nâng cấp khuôn viên, mua sắm thiết chế tại 7 hội quán của các khối, xây dựng thêm 2 khu thể thao đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên địa bàn. Các khối đã làm mới trên 60 cổng chào, hàng trăm cột đèn LED trang trí trên các tuyến đường, tạo cảnh quan về đêm trị giá trên 300 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu xây dựng thị trấn Tiên Điền đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023, trong năm nay, thị trấn quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt 5 tiêu chí cụ thể: quy hoạch và quản lý quy hoạch, thông tin truyền thông, nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh, y tế. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng yêu cầu cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở thị trấn Tiên Điền tập trung tuyên truyền, phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng đô thị, tổ dân phố văn minh. Thị trấn Tiên Điền cần xác định thực hiện xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố văn minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong chương trình công tác của cấp ủy Đảng và chính quyền. Gắn phong trào xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố văn minh cùng các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể và nhân dân, tạo khí thế hăng hái thi đua sôi nổi. Dịp này, thị trấn Tiên Điền đã tổ chức trao thưởng cuộc thi tổ dân phố văn minh cấp thị năm 2020. Đối với thị trấn Xuân An, để đạt mục tiêu đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2022, thì thị trấn cần phấn đấu 5 trên 13 tổ dân phố đạt chuẩn năm 2021, 6 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh, triển khai phục hồi, nâng cấp 1,13 km đường giao thông bằng vật liệu mới. Nhằm đạt chỉ tiêu đề ra, thị trấn Xuân An tổ chức phát động phong trào bằng những nhiệm vụ cụ thể như nâng cấp xây dựng tuyến phố văn minh tại tổ dân phố 6 bằng hình thức xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang triển khai xây dựng, hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư để triển khai xây dựng nhà học 2 tầng, 4 phòng trường trung học cơ sở Xuân An, công trình nhà ăn, ngủ, bán trú của trường tiểu học Xuân An. Thị trấn Xuân An đã ra quân tiến hành giải thảm nhựa tuyến đường giao thông chính của tổ dân phố 6 có chiều dài 160 m với tổng kinh phí 360 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và thị trấn là 280 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 80 triệu đồng do nhân dân dọc hai bên tuyến đường đóng góp. Các tổ dân phố còn lại cũng rầm rộ ra quân với nhiều hoạt động khác, quyết tâm từng bước hoàn thành các tiêu chí đặt ra trong năm 2021.